Trùng heo được giống thì được nuôi như thế này, và mỗi con thì sẽ được để riêng từng ô như thế này. Ở đây thì có hai giống lợn, đó là giống lợn đu, đu rắc, đó là màu nâu, có đặc điểm lông da là màu nâu. Và cái giống thứ hai đấy là giống Yorkshire. Đây là giống lợn Yorkshire, đặc điểm là tai sẽ to và cụp xuống, mắt thì sẽ nhọn, thân hình dài, chân dài. Đây, hôm nay Điệp sẽ quay ở đây là một cái nguyên một cái chuồng chuyên sản xuất giống đực Yorkshire và đu. Hiện tại thì chuồng này đang có tất cả là 38 con đực. Hàng ngày thì sẽ được cho ăn 2 bữa một ngày. Lợn này thì được nhập trực tiếp từ bên Đan Mạch về. Đây là một cái giống Duroc rất là khỏe, cho cái chất lượng tinh rất là tốt, để phối ra những con giống chất lượng. Còn đây là giống Yorkshire, giống lợn trắng rất là phổ biến. Giống lợn này thì cũng cho ra một cái giống lợn là chất lượng nhất ở trên thị trường hiện nay. Trong cái việc mà nuôi lợn đực như thế này ấy, thì cái quan trọng ở trong chuồng chúng ta là cái nhiệt độ ở trong chuồng rất là quan trọng. Đối với chuồng lợn đực như này thì nhiệt độ hợp lý của nó sẽ là từ 23 đến 24 độ C, thì là cái nhiệt độ thích hợp nhất để đảm bảo được về sức khỏe của con đực, cũng giống như là về đảm bảo về cái chất lượng tinh trùng. Khi mà chúng ta khai thác tinh thì sẽ cho một cái chất lượng tinh trùng rất là đảm bảo. Ngoài ra thì còn phải đủ điều kiện về cái chế độ cho ăn nữa, thì được cho ăn 2 bữa một ngày, trung bình sẽ là từ 1 cân rưỡi đến 2 cân rưỡi một con một ngày. Thì hiện tại thì ở đây thì đang được cho ăn là 2 cân một con một ngày. Tất cả cái hệ thống trong chuồng, từ quạt dán mát cho đến hệ thống cảm biến nhiệt độ thì đều tự động hết, đều được cài đặt tự động. Nhiệt độ thì sẽ có cái cảm biến ở giữa chuồng, và khi mà nhiệt độ ngoài trời mà giảm thì cái nhiệt độ này nó sẽ cảm biến và nó sẽ tự điều chỉnh quạt. Và khi trời nóng thì nó sẽ cũng sẽ tự điều chỉnh dán mát để làm mát cho chuồng. Vậy nên là cái khi mà người làm chuồng đực như này thì cái quan trọng chỉ là thứ nhất là dọn vệ sinh, và thứ hai là cho heo ăn thôi, và theo dõi sức khỏe heo thôi. Đó là có 3 việc chính như vậy. Còn một việc quan trọng nữa đấy là khi mà heo nó đã đến tuần tuổi từ 23 tuần đến 24 tuần thì sẽ bắt đầu là tập cho nó trèo lên giá để tập khai thác tinh, gọi là huấn luyện đực đấy. Thì ở đây thì thường thường là sẽ đến khoảng 23 tuần tuổi thì sẽ bắt đầu tập cho nó trèo lên giá.
Ở đây mình sẽ quay cái giá cho mọi người xem. Ở đây thì khi mà tập cho con lợn đực thì sẽ mang nó sang cái chỗ này. Đây là cái phòng tập cho nó. Thì sẽ cho nó trèo lên cái giá này và sẽ khai thác tinh. Bắt đầu khai thác tinh từ 23 tuần đến 24, 25 tuần là bắt đầu có thể là tập khai thác tinh và tập cho nó trèo lên giá để huấn luyện nó, để khi mà đã huấn luyện được nó rồi, đạt tiêu chuẩn, con nào mà đạt tiêu chuẩn thì sẽ chuyển lên trại nái để bắt đầu là phối giống. Đối với cái khâu mà huấn luyện con đực này á, thì nó sẽ là một khâu rất là cần kỹ thuật, cần về kỹ năng và kỹ thuật cũng như là kinh nghiệm của mỗi người, cũng như là chúng ta hiểu được cái tính tập tính của mỗi con lợn khác nhau. Mỗi một con đực á, thì nó sẽ có một cái tính khác nhau, nên là khi mà tập á, thì chúng ta phải hiểu được tính của nó và cái thói quen của nó nữa thì chúng ta mới dễ tập được. Có con thì nó rất là dễ tập, nhưng mà có con thì nó lại rất là lì, nên là đôi lúc là cũng hơi khó tập một chút. Đối với anh em cũng như là các bạn nào mà làm ở chuyên trùng đực như này á, thì có một cái quan trọng là chúng ta phải có cái sự kiên trì và chịu khó. Tính gọi là chúng ta không quá là nóng tính thì chúng ta mới có thể làm được ở trùng đực như thế này. Đây mọi người thấy là cà của nó rất là to đúng không ạ? Cà to này, đặc điểm của cái con Yorkshire này á, là cà to, thân thì dài, lưng dài, tai thì to và cụp xuống phía trước mặt, chân dài này. Đấy, mình sẽ quay cà cho mọi người xem. Nhưng mà có một cái là nhược điểm của con lợn Yorkshire này, đó là nó hay bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Ví dụ như là thời tiết mà thất thường, nắng mưa thất thường thì nó sẽ hay bị stress và có thể là bỏ ăn. Thì mình sẽ phải mất thời gian để chăm sóc nó nhiều hơn. Còn đối với con lợn đu á, con lợn đu này thì nó khỏe hơn, kể cả thời tiết thất thường nhưng mà nó vẫn ăn uống khỏe tốt, nó không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Sức khỏe nó sẽ, sức đề kháng nó tốt hơn là cái con Yorkshire này. Con Yorkshire này thì mình phải chăm sóc là kỹ hơn. Nếu như có anh em nào, anh chị nào có đang nuôi lợn nái mà cần giống, cần phối tinh giống thì có thể liên hệ cho mình và mình có thể thông báo lại cho công ty bên mình để liên lạc với anh chị và các bạn để có thể là mình mua được giống tốt.